Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 17 giờ chiều nay chủ nhật, ngày 14 tháng 9 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình với những nội dung chính như sau. Tỉnh Quảng Bình hỗ trợ gần 80 tỷ đồng cho các tàu tham gia khai thác hải sản trên vùng biển xa. Hiệu quả từ các mô hình kinh tế trang trại của huyện Lệ Thủy. Tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm AH5N6. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 9 năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa quyết định chi hơn 28,2 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản trên vùng biển xa. Đây là đợt hỗ trợ ngư dân lần thứ 5 trong năm 2014 của tỉnh Quảng Bình. Như vậy, từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ cho ngư dân trong tỉnh bám biển sản xuất với tổng số tiền gần 80 tỷ đồng. Theo đó, trong đợt này, Quảng Bình sẽ trích từ nguồn trung ương bổ sung thuộc ngân sách tỉnh năm 2014 để hỗ trợ 28,2 tỷ đồng cho ngư dân các địa phương mua nhiên liệu, máy thông tin liên lạc, bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên. Cụ thể, thành phố Đồng Hới hơn 6,3 tỷ đồng, huyện Bố Trạch trên 11 tỷ đồng, huyện Quảng Trạch gần 4 tỷ đồng, thị xã Ba Đồn gần 7 tỷ đồng và huyện Quảng Ninh 55 triệu đồng. Được biết, đây là đợt thứ 5 trong năm nay, tỉnh Quảng Bình thực hiện chính sách hỗ trợ khai thác nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa, góp phần giúp ngư dân có điều kiện ra khơi, yên tâm bám biển sản xuất. Nhờ các chính sách hỗ trợ, nên từ đầu năm 2014 đến nay, tỉnh Quảng Bình đã đạt tổng sản lượng khai thác nuôi trồng thủy sản trên 44.000 tấn, trong đó sản lượng khai thác đánh bắt được trên 37.000 tấn, đạt gần 82% kế hoạch năm 2014. Ngày 13 tháng 9, tỉnh đoàn Quảng Bình phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và Đoàn Thanh niên Bộ Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến kiến thức về văn hóa an toàn hàng không, công tác đảm bảo an ninh an toàn hàng không. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có đầy đủ các loại hình giao thông vận tải bao gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không. Chính vì thế, việc tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông luôn được các cấp các ngành chủ trọng đẩy mạnh. Tuy nhiên, đối với an toàn hàng không thì đây là một lĩnh vực đang còn mới, ý thức của người dân vẫn còn nhiều hạn chế nên đã xảy ra tình trạng người dân cắt cỏ, chăn thả gia súc trong khu vực sân bay, tự ý trồng cây, xây dựng các công trình vi phạm chiều cao, giới hạn chở người vật hàng không. Điều này xuất phát từ việc thiếu hiểu biết về an ninh an toàn hàng không của người dân, nhất là các hộ dân sống lân cận khu vực sân bay. Trên cơ sở đó, hội nghị đã tập trung giới thiệu và phổ biến cho các đoàn viên thanh niên, đặc biệt là đối với đoàn viên thanh niên xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, những nội dung về quy định công tác quản lý chở người vật hàng không, những nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hàng không. Trong đó nhấn mạnh đến trách nhiệm của các cơ quan đơn vị đối với công tác quản lý chở người vật hàng không, quy hoạch bề mặt giới hạn chở người vật hàng không gắn với quy hoạch cảng hàng không, sự chồng chéo trong quản lý đất sân bay gây khó khăn trong việc quản lý giải quyết các vi phạm ảnh hưởng đến hoạt động bay. Thông qua buổi tuyên truyền nhằm góp phần giúp các đoàn viên thanh niên ý thức hơn về tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh an toàn hàng không, đồng thời phát huy vai trò của tuổi trẻ trong việc tuyên truyền về an toàn hàng không, góp phần đảm bảo cho những chuyến bay luôn an toàn tuyệt đối. Cũng tại hội nghị, Đoàn Thanh niên Bộ Giao thông Vận tải và tỉnh đoàn Quảng Bình đã ký kết quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông, triển khai thực hiện các chương trình an sinh xã hội, uống nước nhớ nguồn, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong chương trình xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị. Ngày 12 tháng 9, Công an huyện Bố Trạch đã tổ chức hội nghị triển khai quán triệt thực hiện nghị quyết Trung ương 9 khóa 11 cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an huyện và công an các đồn. Tại hội nghị, các cán bộ chiến sĩ công an huyện Bố Trạch đã được triển khai quán triệt các nghị quyết kết luận của hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, quán triệt nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước, phổ biến các vấn đề được định hướng trong hội nghị Trung ương 9, kết luận số 90 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Qua hội nghị triển khai quán triệt nhằm giúp các cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an huyện nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản và tinh thần của nghị quyết, kết luận của Đảng, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác, qua đó nâng cao niềm tin, ý chí cách mạng, từng bước đưa các nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Thời gian qua, trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã xuất hiện nhiều mô hình trang trại sản xuất giống kết hợp chăn nuôi, làm ăn kinh tế có hiệu quả. Mô hình trang trại của anh Lê Xuân Ngọc ở thôn Tân Hà, xã Tân Thủy là một trong những điển hình như vậy. Xây dựng mô hình trang trại từ năm 2007 với diện tích gần 6 hectare đất, anh Lê Xuân Ngọc đã mở rộng phát triển quy mô trang trại qua từng năm. Như áp dụng tốt khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, đến nay trang trại của anh Ngọc
nuôi từ 5 đến 6 vạn con ếch rồng, trên 4 tấn cá rồng trong một vụ, mỗi năm nuôi 3 lứa gà thương phẩm, trung bình một lứa trên 4.000 con. Được biết, trang trại của anh Lê Xuân Ngọc đang là nơi cung cấp ếch rồng lớn nhất trên địa bàn huyện Lệ Thủy nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung. Tổng thu nhập từ mô hình trang trại mang lại thu nhập cho anh Ngọc trên 2 tỷ đồng. Trong đó, sau khi trừ hết chi phí, anh thu lãi trên 300 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình cúm AH5N6 xuất hiện trên đàn gia cầm ở một số địa phương, và đặc biệt là ở tỉnh Quảng Trị, địa phương giáp ranh với tỉnh Quảng Bình, Chi cục Thú y tỉnh Quảng Bình đã triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn không cho dịch bệnh phát sinh và lây lan vào địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đối với công tác kiểm tra kiểm soát xe chở gia cầm và sản phẩm gia cầm lưu thông qua địa bàn tỉnh, 200 kiểm dịch động vật Bắc và Nam Quảng Bình đã tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn không cho mầm bệnh xâm nhập từ các địa phương khác vào tỉnh Quảng Bình. Tính riêng trong tháng 8 năm 2014, hai trạm đã kiểm tra được gần 400 lượt xe, xác minh rõ nguồn gốc xuất xứ, giấy chứng nhận kiểm dịch thú y của gia cầm, sản phẩm gia cầm, kiểm tra niêm phong, kẹp chi và thực hiện phun thuốc tiêu độc khử trùng theo quy định. Trạm đã thực hiện tốt các quy trình quy phạm, đặc biệt là kiểm tra hồ sơ, số lượng, chủng loại và khai báo với các trạm thú y huyện, thành phố, thị xã khi có gia súc, gia cầm vào địa bàn, và phối hợp với đội kiểm dịch liên ngành, đội công an quản lý thị trường phối hợp và xử lý những trường hợp vi phạm. Trước thông tin ở tỉnh Quảng Trị có xuất hiện ổ cúm AH5N6, trạm kiểm dịch động vật Nam Quảng Bình đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển, buôn bán gia cầm, các sản phẩm gia cầm giữa hai tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình. Đặc biệt, đối với một số tiểu thương kinh doanh nhỏ lẻ thường vận chuyển qua đường tiểu ngạch, trạm đã phối hợp với cơ quan thú y huyện Lệ Thủy thực hiện có hiệu quả chương trình giám sát, đảm bảo không để gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc hoặc mang mầm bệnh lưu thông vào địa bàn. Với tình hình hiện tại thì trạm kiểm soát gắt gao về phương tiện động vật, sản phẩm động vật từ phía Nam ra, và đặc biệt là các xe xuất phát từ của tỉnh Quảng Trị, thì trạm bố trí trực 24/24 và là mỗi ca trực phải tối thiểu phải có hai cán bộ làm nhiệm vụ, một cán bộ là kiểm tra hồ sơ vận chuyển và một cán bộ là kiểm tra phương tiện, tức là cả số lượng, chủng loại và là niêm phong kẹp chi. Nếu những xe mà không đạt những yêu cầu thì trạm kịp thời xử lý, và không tuyệt đối là không cho những phương tiện vận chuyển không đủ hồ sơ nhập vào địa bàn tỉnh Quảng Bình. Trạm đã quán triệt với tất cả các trưởng ban thú y xã, tức là thường xuyên phải đi kiểm tra các cái trang trại gia trại, tức là có những cái gia cầm mà đưa vào để chăn nuôi thì phải kiểm tra rõ nguồn gốc xuất xứ, tức là ở đâu, ở vùng nào đưa tới, và đã có nguồn gốc không, có giấy kiểm dịch hay không. Nếu như mà không có rõ nguồn gốc, không rõ kiểm dịch thì kiên quyết xử lý, tiêu hủy. Ngoài ra, để tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm có hiệu quả, Chi cục Thú y đã phân bổ 33.000 lít hóa chất để các địa phương triển khai thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 2014, từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9. Chi cục cũng đã cung ứng trên 648.000 liều vaccine cúm gia cầm cho các địa phương để thực hiện kế hoạch tiêm phòng vaccine đợt 2 năm 2014. Từ đầu năm đến nay, Chi cục Thú y tỉnh Quảng Bình đã lấy 720 mẫu đơn, tương đương 144 mẫu gộp trên đàn vịt tại các chợ, các trang trại chăn nuôi, gửi cơ quan thú y vùng 3 xét nghiệm virus cúm gia cầm. Kết quả, chỉ có 3 trên 144 mẫu dương tính với cúm gia cầm. Chi cục thú y tỉnh yêu cầu các địa phương và người chăn nuôi thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng và kế hoạch tiêm phòng vaccine đợt 2 năm 2014. Đề nghị là các địa phương phải tăng cường giám sát tất cả các đàn gia cầm nhập vào địa bàn tỉnh và phúc kiểm dịch toàn bộ cái số gia cầm mà nuôi trên địa bàn, mà sau khi mà gia cầm bị ốm bị chết thì phải có báo cáo với là chính quyền địa phương hoặc là cơ quan thú y, trạm thú y để có cái chẩn đoán và xác định bệnh để mà phòng chống bệnh kịp thời. Với những nỗ lực của cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương và người chăn nuôi, dịch cúm gia cầm sẽ được ngăn chặn không phát sinh và lây lan trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Mời quý vị và các bạn theo dõi tin bão gần biển Đông. Hồi 13 giờ ngày 14 tháng 9, vị trí tâm bão Kamenzi ở vào khoảng 17 độ vĩ bắc, 123,4 độ kinh đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 120 km về phía đông đông nam.
Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 118 đến 133 km/h, giật cấp 14, cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 đến 25 km và còn có khả năng mạnh thêm. Như vậy, đêm nay 14 tháng 9, vùng tâm bão sẽ đi vào vùng biển phía đông, khu vực Bắc Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 15 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc, 117,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 640 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, tức là từ 134 đến 149 km/h, giật cấp 15, cấp 16. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 16 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc, 111,3 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc, đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14, tức là từ 134 đến 166 km/h, giật cấp 16, cấp 17. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm nay 14 tháng 9, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, cấp 14, giật cấp 16, cấp 17, biển động dữ dội. Tại Quảng Bình, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão Kamenzi có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc, nên thời tiết trong 24 giờ tới mới thay đổi, ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Đây là cơn bão có tốc độ di chuyển rất nhanh khi vào Biển Đông, diễn biến phức tạp, cần chú ý theo dõi trong các bản tin bão tiếp theo. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin thời tiết chiều và tối nay. Khu vực miền núi mới thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mới thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mới thay đổi, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1 m.